Con chào thầy và mọi người. Mới có mình con à. Ăn cơm chưa? Trăng ơi, con làm gì bẩn vậy Trăng? Thì sao thầy, con tắt mic không được hả? Không, ý là sao bị bẩn kìa. Bẩn hả? À tôi không thích để tên vậy đó. Chú Tao liên khai tục để cho gì chị. không? Phải vô học Tôi ké nghe thôi, tại vì học dở quá. Chào chị Phong. Chào mấy em, mấy Rồi. cháu. Chào thầy. Chào Vy. Rồi bây giờ mình Chào. có lại ha, có lại cái âm nào mình Bạn học rồi. Rồi này phụ âm mà. Rồi Trăng Vi với lại là Hoan coi thử âm nào chưa học. học hết thầy ơi, học hết rồi chứ thầy. Rồi phải không? Chờ em một chút nè, học học hết rồi thầy ơi. Ok, còn bên đây. Vậy là anh nào không học được rồi. Nặng quá ha. Rồi còn bên này. Yeah. Yeah, như em chưa học cái này. Đây hả? Dạ. Đúng không? Ổn Dạ. nhá. Hả? Yeah. Có lại coi chứ, Em nhớ chưa. làm rồi mà. Em cũng nhớ em học rồi nhưng mà sao em dở bài ra, em thấy em có cái từ đó. Em có coi Hôm lại. bữa em nói À, em học rồi mà. rồi. Từ từ nha, bây giờ đến rồi mấy cái này nè, quen À, em đang tìm lại cái bài mà em viết. À, rồi rồi thầy. không? Học Ok rồi thầy. rồi, còn âm nào nữa? Em nhớ ra rồi, cái bài đó là hôm bữa em đi Bình Dương em học. Nên là nó không có trong vở đây. Rồi còn không? Nhớ không? À, âm oi, oi là không học rồi. Ôi, ôi, âm e là ông gì tăng? Hai giờ học hết rồi hả thầy? À, ok, rồi, nguyên âm lọc hết rồi ha, chị Phụng phải không? Chị Phụng học hết rồi phải không? Rồi. Ok, bây giờ mình qua phụ âm nè, là nhìn cho phụ âm ha, không nào chưa học. Chị á hả? Không không Vi Hoàng với Trăng á, chị học xong rồi à, chị còn âm Phần 2, phần 1 học rồi. hat là âm à chứ không phải là âm ae nha Thì Tăng. con không có biết cái chữ A chứ không phải.
Rồi Vi con coi coi con có nào chưa học trăng nữa. Thanh. Dạ, sao em thấy quen hết trơn. À, ok. Vi. Chú biết là Vi với lại là Vi á là chưa học âm z. Âm này nè. Còn trăng là học âm z ra má, z học ra má. Con đâu hay, con đâu biết đâu, con không thấy ghi dùng tập, con nói vậy thôi. Ok, đây con kiểm tra lại. Em âm tờ như em chưa học cái này. À, âm tờ hả? À, ok, âm tờ cũng quan trọng đó. Không phải âm tờ. Phát âm này tiếng Việt này. Ăn coi lại coi. Du nè, zero nè. Học rồi thầy ơi. Rồi ok. Cái này là Vi chưa học. Đúng không? Không, bây giờ mình nói chung là học qua hết rồi đó. Bây giờ mình chỉ ôn lại thôi à. Học mình chỉ là để biết cái ký hiệu á. Rồi cái âm đó phát âm sao chị? Chị Phụng. Gì? Gì? Chị rớt mất tiêu rồi. Sao thầy? Nó đọc là gì? Gì? Ừ. Gì? Ví dụ mình thi em vô hỏi ông này phát hay kêu gì gì là thôi rớt rớt thiệt chứ. Là vậy là phải kêu sao thầy? Nó là âm này nè, âm là thầy ý là nó là gì? Thầy có nói nếu mà kiểm tra thầy có hỏi môi lưỡi sao không thầy? À cái này là để môi lưỡi. Để đáng là lớp nào phải hỏi nè, nhưng mà thôi để cuối cái lớp sau họ hỏi, lớp sau thi rồi hỏi cái đó. Bây giờ phát cho được là được rồi. Ủa thầy, nhưng mà có mấy cái giống như là họ có mấy cái đâu có nói môi lưỡi thì sao đâu. Có chứ. Ông nào rồi để bữa nào ôn á thì nó lại ha. Rồi mình dùng học cái âm này trước đi. Âm này là cái lưỡi của mình nó đụng vô, nó giống y như là cái lưỡi nó đụng răng dưới. Đúng rồi, nó giống như là phát âm, nó phát từ ở đây ra, từ cổ họng, từ cổ họng ra. Vi làm nha Vi, cái này là âm này con chưa học. Cái lưỡi đụng hàm răng dưới, cái đầu lưỡi đụng hàm răng dưới phát ra từ cổ. À, con đọc đi. Ra từ cổ nha, nhớ nha. Cầm cái micro lên. Ừ. Rồi ok, số 1. Zoo. Đọc đi Vi. Zoo. Số 2. Một mình Vi ha. À, có ai muốn đọc nữa không? Thôi để cho Vi đọc đi thôi. Rồi ok. Số 2. Zero. 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 Rồi. Số 3. Example. Example. Ok. Đọc 3 lần. Example. Example. Ok. Nói chung là chữ gì nó đơn giản, chữ âm z nó đơn giản, mình đọc hoài à. Rồi số 4. Choose. Choose. Rồi. Số 5.
is. Khoan mày, không có nghe chữ chữ phát chữ chữ gì đằng sau mà nghe chu. À, em có nghe nhưng mà hả? Không nghe. Nghe luôn. Nhưng mà không phải làm z mà làm s. Thì choose. Ừ. Mà không nghe. Rồi. Nghe chu chu. Vy con đọc lại đi Vy, đọc lớn cho cô chị Phụng nghe. Chu. Chu. Ừ. Có nghe không chị? Đáng nghe, lắng tai lắng tai nghe. Đọc lại đi Vy. Chu. Đó. Chu. Giờ mới nghe được tí nè, hồi nãy là không nghe gì luôn. Rồi ok. Rồi số 5. Chu. Is, đúng rồi. Rồi phát thêm một lần nữa ra cho nó rõ âm. Rồi. Rồi ok. Số 6. Because. Because. Bỏ này đi. Because. Từ từ. Because. Rồi ráng phát âm giờ rõ ra. À, có ghi không? Có ghi không? Thôi được rồi, khỏi ghi đi, để chọc nữa chú đưa cho cái link rồi. Rồi tự chép ha. Rồi. Lose. Rồi. Ok. Số 8. Zebra. 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 Ok. Ủa, Trăng, con nói con chưa học âm 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 giờ phải không Trăng? Ai biết thầy không thấy cái không thấy ghi mà cố con lại khẳng định chắc chắn là con đã học rồi giờ sao? Cái hôm đó không ghi bài. Bữa trước chúng nó là có mà. Thôi con đọc luôn đi. Số 7. Lose. Ừ. Lose. Rồi ok. Lose. Số 8. Trăng. Why me? Trời ơi, chú gọi khác được chứ. Vy đọc rồi mà. Vy đọc từ đó rồi. Zebra. Vy đọc rồi. Zebra. Zebra. Ừ. Zebra. Ok. Rồi số 9. Music. 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 Rồi, Vy. Music. Music. Ừ. Music. Ok. Rồi, số 10, has. Vy. Has. Rồi, Trăng. Has. Has. Rồi, ok. Has. Số 11, has. Has. Rồi. Has. Ok. Trăng. His. 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 Ok. Rồi. Số 12. Amazon. Vy. Amazon. 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 Rồi. Trăng. Amazon. Amazon. Ừ. Amazon. Rồi, Amazon biết nghĩa nó không? Không biết thầy. Nó có hai nghĩa, một là tên của công ty á, tên một của một công ty nổi tiếng ở bên Mỹ ha, mà toàn thế giới luôn, một cái nữa là rừng Amazon ở bên Nam Mỹ á. Chú à, cái tên người ta chú không biết khoa. Biết khoa thì biết khoa. Rồi. Số 13, business.
Business. Business. Mm. Business. Okay. V. Business. 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 Mm. Okay. Rồi. Số 14. Easy. Easy. Mm. Easy. Rồi. Easy. Okay. V. Easy. Easy. Okay. Easy. Rồi. Số 15. Close. 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 Rồi. V. Close. 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 Rồi. Okay. Rồi mình xong ha. Nói chung cái này mình học hết rồi, nhưng giờ mình đọc qua lại thôi để mình biết cái ký hiệu. Rồi bây giờ mình qua âm. Âm t. Âm t là cái nào ha? Trân với Vy học âm đó chưa? Âm gì nữa thầy? See you. Như là rồi. Ok mình học ha, âm này ha, âm này làm cái lưỡi của mình á, để lên hàm răng trên cái góc á, chân răng á, bật ra, bật ra cái hơi của mình nó ra từ cái miệng á. Tào lậu quá. À môi hở, răng khép. Khi mà mình phát ra đó thì môi vẫn hở và cái răng nó sẽ hở. Rồi cái lưỡi nó sẽ không còn đụng cái răng nữa. Đây. Hân em làm đi Hân. Đúng rồi. Rồi. À, Trăng làm đi Trăng. Rồi. Hả vậy? Rồi, V. Để Vy làm lại em, chưa nghe con gồng cái mic lên. Chị Phụng có học lại ông này không? Thôi đọc thôi, khỏi làm được ông thầy. Được. Rồi, số 1. À, biết sao em làm nhiều quá sẽ bị đau họng. Đau họng hả? Đau họng chị uống nước đá nhiều chỉ vô. Là mà nói nghe chị không uống nước đá. Rồi ok đọc luôn ha. Số 1. Tell. Tell. Fun. Tell. 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 Tear. 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 Xong cái đưa cái lưỡi lên. Tell. 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 Rồi. Tell. Ok. V. Tell. 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 Rồi. Trăng. Tell. 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 Rồi. Chị Phụng. Tell. 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 Rồi ok. Số 3. Take. Hoàn. Take. 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 Rồi. Vy. Take. 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 Rồi cái lưỡi có đụng hàm răng trên không? Không đụng hả? Không đụng, không, không đúng nha. Take. 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 Nếu như mà răng cái lưỡi mình nó không đụng nó sẽ ra chỉ chờ âm chờ của tiếng Việt mình á. Mình tưởng đây nè. Chờ, chờ chó á. Nó cái âm đó nó không phải là âm chờ đâu, nghe giống giống nhưng không phải đâu. Người người bản xứ họ nghe họ biết liền á. Take.
Rồi, Trăng. Take. Rồi. Chị Phụng. Take. Ok. Rồi số 3, time. Hoan. Time. Rồi, ok. V. Time. À, đừng đọc tham con, đọc là time. Chữ I ha, time. Time. Rồi, ok. Trăng. Time. Có ráng đọc chữ time không? Time là gì vậy? Time. Đúng rồi. Time. Ông này ông ai ha? Nếu như mình đọc là chữ time á, là nó không có âm đó, trong tiếng Anh nó không có âm đó. Tiếng Anh không có âm A. Chữ A ghép với chữ M nó mới được là am. Nó mới ra chữ am. Còn chữ I mà time. Time. Rồi time. Ok. Đọc đi. Time. Rồi đúng rồi. Rồi chị Phụng. Time. À, ok, nhớ ha. Thà là bỏ M. Mình không đọc M thì người ta vẫn còn hiểu là thời gian, chứ còn mình đọc chữ time là nó không nên. Có ai mà nghe bài Remember the Time của Michael Jackson á, là ông bỏ chữ M luôn á, ông lúc mà ông hát á. Rồi, số 4. City. V. À, Hoan. City. 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 Ok. V. City. Đọc lớn, càng cầm cái mic lên V. City. Rồi, ok. Nhưng mà nhớ là city. City, ha. Rồi, Trăng. City. Đi, chú đã đọc bài. Vậy. Rồi, chị Phụng. City. Okay. Rồi, số 5. Later. Later. Ok. V. Later. Ok. Trăng. Later. Đây. Chị Phụng. Later. Ok. Later. Ok. Thứ 6. Between. Between. Ok. V. Between. Ok. Trăng. Between. Rồi. Chị Trăng, chị Phụng. Between. Ok. Âm này cũng dễ mà ha. Nhưng mà chữ âm đờ nó khó, dòng nó không đọc âm đờ. Rồi số 7. System. Rồi. V. System. System. Rồi, ok. Tại chữ âm này nè, nó đứng sau chữ âm S thì mình đọc ra âm tờ luôn. System.
Trăng đọc nó đi. Rồi số 8. Rồi ok, số 8. Hot. À quên, lộn, sorry, chị Phùng. System. 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 Rồi chị coi còn chị đọc đúng có thiếu âm nào không? Chữ S. Rồi. System. 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 Rồi, cái đó mình không đọc là system, mình đọc là system. System. Chữ to luôn ha thầy. Dạ, system. 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 Rồi. Tại vì chữ tờ này nè, nó đứng sau chữ S thì mình đọc là ra chữ tờ luôn. Rồi, số 8. Ghi chú nha ha, ghi chú nha để chứ quên. Số 8, hot. 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 Rồi, V. Hot. 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 Ok. Trăng. Hot. 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 Rồi ok. Chị Phụng. Hot. 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 Ok. Số 8, số 9. What. 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 Ok. V. What. 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 Rồi. Trăng. What. 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 Rồi. Chị Phụng. What. 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 Ok. Số 10. About. 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 Ok. V. About. Ok. Trăng. About. 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 Ok. Rồi. About. 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 Ok. Số 11. Today. 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 Ok. V. Today. Today. Rồi, Trăng. Today. 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 Ok. Chị Phụng. Today. 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 Ok. Rồi, số 12. Two. 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 Ok. V. Two. Two. Đọc thêm một lần nữa lớn lớn, chú không nghe gì hết. Two. 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 Rồi, ok. Trăng. Two. 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 Rồi, ok, chị Phụng. Two. 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 Ok. Thôi, số 3 nó đồng nghĩa luôn. Số 3, số 4 đồng nghĩa. Nó quên lộn, đồng âm. Mà nó khác nghĩa ha. Đồng âm, mình khỏi đọc. À, có số 10, 13. Thì người ta sẽ, trong câu người ta sẽ đọc là chờ, chờ. Chờ, ha. Hoan. Chờ. Chờ. Ok. Chờ. Ok. V. Chờ. 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 Rồi. Trăng. Chờ. 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 Ok. Chị Phụng. Chờ. 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 Rồi. Số 15. Meet. 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 Ok. V. Meet. Meet.
Okay. Trăng. Meet. 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 Rồi, chị Phụng. Meet. 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 Okay. Số 16. Study. 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 Okay. V. Study. 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 Rồi, Trăng. Study. 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 Okay. Chị Trâm, chị Ngô Phụng. Study. 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 Okay. Rồi. Coi thử coi mình còn chưa học âm nào nữa. Hanh với lại là Vi với Trăng. Phụ âm. Cho em coi cái bảng phụ âm. Cái này nhà hình như là Vi là học hết rồi sao á? Oh. Rồi đúng rồi. Vi, Trăng, coi chưa? Giờ con thấy bất lực lắm thầy ơi. Bởi vì con nghĩ là con có học rồi nhưng mà con không biết là nó có ghi không nữa. Bởi vì cái tờ này con thấy nó học rồi trong cái tập con nó không có ghi. Rồi ok, không sao. Không ghi cũng không được mà học được rồi. Vi. Cầm tờ đó. Vi, Vi. Mày không ghi ta. Mày lấy con thẻ tập bước. Tại vì có gì đó. Mình xây, mình ghi nhầm trang. Trời ơi. Em như mình thấy rồi thầy. À, hết rồi hả? Hình như Vi, Vi cũng học hết rồi thì phải đó. Hả? Nguyên âm đôi con học cái thoi, thoi rồi mà thầy. Ờ, à, thì học thoi. Rồi. Ôi học rồi. Thôi có thầy bằng đấy chưa? Chưa học. Thì chú không sửa nữa, bây giờ chú không có ấy nữa chứ, giờ chứ nó bị lộn xộn tùm lum hết rồi, chú không sửa nữa. Vi con nói con còn âm nào? Hả? Có một số âm con sao? Có một số âm không nghe rõ ta. Một số âm chưa đọc được. À, rồi không sao, cái đó chủ yếu là mình phải lướt mình qua hết để mình biết cái ký hiệu của nó. Rồi mình ôn lại. Thì sẽ chỉ đọc lại. Dạ. Rồi, bây giờ mình học âm đờ đi ha. Âm đờ đờ. Anh chưa học âm đờ. Đờ đờ. Rồi, cái này là chị Phụng chưa phát được âm đờ 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 nè. Thật rồi thầy. Đâu, phát lại thử. Đờ 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 đờ. Rồi, ok. Rồi, chỉ có là từ phía sau là phát chưa có. Cái âm nói chung là nó còn cứng, nó còn khô. Thầy chứ. Rồi, con chưa học này luôn á thầy ơi. Hả? Trời. Con chưa học này luôn á trời. Rồi, thì giờ học đi. Rồi. Cái âm này nè, mình còn 5 phút à. Cái lưỡi của mình á, khi mà phát cái âm cuối á, cái từ cuối á, thì cái lưỡi của mình nó sẽ nằm ở trên hàm răng. Trên hàm răng luôn ha, không đụng răng ha. Nó chỉ trên một chút thôi. Nó chỉ trên một chút. Bad. 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 Từ từ. Nói chung là từ từ nghe nè. Chỉ có phát phía sau nó hơi còn chưa có còn hơi ghê chút chứ này là chị phát được mà. À, ok, nhưng mà bây giờ em mới nói cái cách để mình phát cái âm d d d.
cái lưỡi của mình á đụng vô cái hàm trên, nhưng mà nó chỉ hơi trên cái răng, hàm răng trên một chút xíu thôi, phát ra âm d d d. Rồi bây giờ mình thử nè. Rồi good 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 bad. Bây giờ mình tất cả mọi người phát âm d d d luyện ha, mình có 5 phút 4 phút để luyện d d d. Rồi chị Phụng. Cái lưỡi phát nhớ ráng phát là chữ đờ nha, chữ đờ á, chữ đờ á, nhưng mà nó không có rõ chữ đờ đâu. Chị đã chị chờ mất rồi. Để coi cái lưỡi gì nó đụng ở đâu, nó đụng cái hàm trên á, đụng ngay chỗ cái phần xương xương á. Nó giống như là phát chữ tờ nhưng mà chỉ có cái kia là nó. Cái này là từ dưới họng lên chứ thầy. Đúng rồi, thì cổ. Dạ. Thì ý là nó phát giống như chữ 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 ti nãy, chữ t đó, nhưng mà cái kia là bật hơi, còn này là dưới họng thôi mà. Có nghĩa là đặt lưỡi y chang mà. À, đúng rồi, y chang, nó dụ gì gọi là dụ như chỉ là chữ chữ do. 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 Day. Thì cái lưỡi nó đặt y chang với âm t, âm t. T hồi thì nãy, nhưng mà chỉ có cái là cái này ra từ cổ họng, cái kia là từ hơi thôi. Đúng rồi, nhưng mà nếu như mà nó phát ra cái âm này nè, da good, thì cái lưỡi của chị nó thụt vô trong một chút xíu nữa thì nó phát dễ hơn là so với chị để cho đúng hàm răng, đụng cái hàm răng trên. Good. 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 Rồi ok. V phát đi con. D d d. Đúng rồi. Đăng. Đăng ơi. Sao chú? Rồi con đọc đi. D d d. Rồi ok. Phát ha, cái lưỡi á, cái lưỡi của mình á, nhớ phim một, tại vì mình phát nè, phát chữ cái âm cuối cùng á, cái từ cuối á, âm gió á, thì cái lưỡi của mình nó đụng cái phần thịt á, chứ đừng có đụng phần phần răng. Nếu mà đụng phần răng nó ra giống như âm t á, thì cũng được, nhưng mà nó hơi khó hơn thôi, đụng như phần thịt nó dễ hơn. Rồi bây giờ mình còn một phút thì mình đọc thử ha. Good. Chị Phụng. Good. 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 Nói chung là cái chữ good này chữ đờ sao sao chị đọc nó cứ bị vướng hoài. Thì chị phát chữ d. Hôm bữa là đọc có thời gian đọc được rồi. Cái lại lâu lại lại không có đọc cái chữ đằng sau á. À ok. Good. Hân em đọc thử Hân. Good. 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 Nhưng mà vậy thì nó nặng quá. Ý là xì giống thầy. Nhưng mà sau này chứ ta... còn nếu mà đọc chẳng ra vậy chị cũng đọc được mà. Chẳng hạn như good. 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 Đúng rồi, nó phải vậy đó. Rồi từ từ sau này không, nhưng mà chị thấy mọi người đọc rất là nhẹ nhàng. Có nghĩa là đọc vậy chị vẫn sẽ đọc được. Chị đọc vậy đi, từ đọc từ mà ra rồi. Gió vậy kia kìa thầy. Nó nhẹ hơn vậy rất là nhiều. Chị quá hồng mà chị đòi nhẹ. Mình hết giờ còn. Không, đọc như vậy chị đọc được. Đọc như vậy chị đọc được. Thì tập cho nó quen đi cái đã. Có nghĩa đọc như vậy chị vẫn đọc được bình thường mà. Chỉ có đọc làm sao mà cho nó nhẹ cái chữ đờ đằng sau thôi. Chứ còn đọc mà nặng như vậy chị vẫn đọc được. Tại vì chữ đờ chị biết cách. Ý là cái